Anh chị nhìn này. Đấy. Đây là quạt điện lưới 220V. Thì chúng ta sử dụng một cái bộ này là chúng ta có thể sử dụng hàng ngày được. Và những cái nơi mà không có điện lưới thì chúng ta có thể sạc điện thoại hoặc là cắm vào quạt hoặc là cắm vào bóng đèn. Đây, em bật luôn cho mọi người xem. Đây, bóng đèn nữa. Cái bóng này cũng là bóng 220V của dạng đông. Đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị hàng ngày. Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh của Hoàng Long Solar. Thế thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái combo điện năng lượng mặt trời chuyên dành cho những cái anh chị mà những vùng sâu, vùng xa không có điện lưới, hoặc là những anh chị ở vùng biển đảo đi ghe đi tàu, chúng ta không có cái nguồn điện lưới để chúng ta sử dụng. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái combo điện mặt trời như thế này. Thì giá nó cũng rất là rẻ thôi, chỉ có một vài triệu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có thể sử dụng quạt này, tivi này, bóng đèn này và những cái thiết bị gọi là cơ bản sinh hoạt trong gia đình. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người cái combo đó là gì anh chị nhé. Thì như anh chị quan sát thì bây giờ em đã để cho anh chị xem một combo và đã đấu sẵn để test và kiểm tra cho anh chị xem. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái tấm pin năng lượng mặt trời với công suất là 100W. Đấy, tấm pin này là tấm pin mono. Đấy, sử dụng công suất 100W. Điện áp của nó là 18V, chuyên sử dụng để cho sạc vào cho những cái thiết bị bình ắc quy. Đấy, và khi mà anh chị có tấm pin này, chúng ta sẽ kết nối đến một cái bộ điều khiển sạc. Đấy, thì em đã đấu sẵn dây ở đây cho anh chị xem. Thì đây là bộ điều khiển sạc chuyên để điều khiển cho ổn áp cho cái dòng điện của cái tấm pin 20V về 12V để chúng ta nạp vào bình ắc quy. Đấy. Thì trong cái bộ này thì nó sẽ có 6 cái cổng ra. Em sẽ mở cho anh chị xem, chúng ta xem thử nhá. Đấy, nó sẽ có 6 cái chân như thế này. Thì hai cái chân ngoài cùng này. Đấy là hai cái chân của tấm pin, nó cho cái hiệu ở gần đây này, anh chị quan sát này. Đấy. Thì chúng ta sẽ nối vào tấm pin đúng cực âm dương. Tiếp theo là hai cái chân tiếp theo này là sẽ hai chân bình ắc quy, và hai cái chân này là hai chân gia tải. Thì tất cả là nó sẽ có ký hiệu ở trên cái nắp này, anh chị về anh chị làm theo đúng cái hướng dẫn này, đúng chiều là ok là được anh chị ạ. Và khi mà kết nối giữa tấm pin với bình ắc quy thì anh chị lưu ý là chúng ta sẽ phải kết nối với bình ắc quy trước. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ đóng điện từ tấm pin sang. Đấy, đóng kết nối cực âm và cực dương đúng chiều trên bình ắc quy. Thì khi mà kết nối thành công thì anh chị nhìn hiển thị đây nhá. Em sẽ bấm cho anh chị xem một số cái chức năng của cái sạc này. Nhất là điện áp vào bây giờ đang là 13V. Đấy. Tiếp theo là nhiệt độ đây là 40 độ C. Điện áp của tấm pin, dòng điện của tấm pin đang nạp vào bình ắc quy là 3,1A anh chị nhé. Đây là những cái thông số cơ bản. Đấy, và gia tải là không, bởi vì bây giờ em đã không đấu gia tải của cái cục sạc này. Thì đây là chính là cái thông số cơ bản của tấm pin. Bây giờ em sẽ test cho anh chị xem nhé. Sau khi mà chúng ta kết nối cái bộ điều khiển sạc này sạc vào bình ắc quy. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng một cái kích. Kích này là kích điện lưới, kích từ điện 12V sang điện 220V. Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái kích này và chúng ta sẽ sử dụng được các thiết bị trong gia đình. Đấy, thì anh chị có thể quan sát. Khi mà anh chị sử dụng kích này, chúng ta lưu ý là chúng ta phải cắm đúng cực âm dương, bởi vì cắm ngược là nó sẽ cháy cái kích. Thì khi mà kích cắm xong nhá, thì anh chị có cái công tắc, chúng ta bật vào đây. Đấy. Anh chị nhìn thấy nó sẽ báo lên là 12,8V từ bình ắc quy ra, và có cái đèn báo này. Bây giờ chúng ta sẽ test tải thử xem nhé. Ngoài trong này nó có một cái cổng AC ra. Đấy, cổng thiết bị ra 220V. Đấy. Thì khi mà em cắm ra thì em sẽ test cho anh chị xem thực tế là cái quạt và một cái bóng đèn. Đây là những cái thiết bị mà cơ bản nhất khi anh chị chúng ta sử dụng hàng ngày ở trong gia đình. Thì bây giờ chúng ta có thể bật quạt nhé. Anh chị nhìn này. Đấy. Đây là quạt điện lưới 220V. Thì chúng ta sử dụng một cái bộ này là chúng ta có thể sử dụng hàng ngày được. Và những cái nơi mà không có điện lưới thì chúng ta có thể sạc điện thoại hoặc là cắm vào quạt hoặc là cắm vào bóng đèn. Đây, em bật luôn cho mọi người xem. Đây, bóng đèn nữa. Cái bóng này cũng là bóng 220V của dạng đông. Đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị hàng ngày. Thì anh chị có thể quan sát. Đấy. Và với một cái kích như thế này thì chúng ta có thể sử dụng thêm cả tivi nữa. Đấy, và hai ba cái quạt rất là vô tư. Và sử dụng hoàn toàn từ điện năng lượng mặt trời. Đấy, thì cái combo này nó cực kỳ hữu ích cho anh chị. Những cái nơi mà nó không có điện lưới thì chúng ta có thể sử dụng. Còn bình ắc quy này thì là ở đâu cũng bán rồi, thì anh chị có thể mua cái bình ắc quy ở chỗ gần nhà. Bởi vì cái này nó cũng rất là nặng, khi mà vận chuyển thì nó cũng rất là tốn cái chi phí vận chuyển, thì chúng ta mua trực tiếp ở nhà. Thế còn bên em sẽ cung cấp cho anh chị là cái kích điện từ 12V lên 220V, bộ điều khiển sạc, dây dẫn và tấm pin năng lượng mặt trời. Thì đây là cái combo rất là phổ thông và cơ bản, giúp anh chị có thể sử dụng điện ở những cái nơi mà nó không thể có điện lưới. Đấy, hoặc là những lúc mà chúng ta đi chơi chẳng hạn, chúng ta có sử dụng combo này, tạo phát ra điện để chúng ta sử dụng. Đấy. Bóng đèn chạy rất là bình thường anh chị nhé.
Và cái kích này là kích xin chuẩn. Như vậy là em đã giới thiệu cơ bản cho anh chị xem một cái combo điện năng lượng mặt trời rất là đơn giản và rất là hữu dụng trong cái việc mà chúng ta sử dụng cho những cái nơi mà nó khó khăn trong cái việc điện lưới, hoặc là thậm chí nhà anh chị mà có những cái ngày nó mất điện ấy, thì chúng ta sử dụng cái combo này rất là hay. Đấy, thì sẽ bao gồm có một tấm pin năng lượng mặt trời này, sạc qua một cái bộ điều khiển sạc. Đây, thì trên bộ điều khiển sạc nó có cả thêm cả cái cổng sạc điện thoại nhé, chúng ta sạc trực tiếp vào đây cũng được. Sau đó thì chúng ta sạc vào bình ắc quy. Bình ắc quy thì sẽ là nhà gia đình anh chị nhé, tự mua. Và nó sẽ có một cái kích đi kèm này nữa. Đấy, thì kích này là kích sóng xin chuẩn. Và sử dụng cái kích này sẽ kích ra điện 220 và chúng ta có thể sử dụng quạt, đèn đấy, và các thiết bị TV. Công suất nó khoảng dưới 1000W thì ok anh chị nhé. Đấy, thì chúng ta sử dụng như này rất là tiện, không sợ mất điện luôn anh chị ạ. Và nếu anh chị quan tâm về những cái combo điện năng lượng mặt trời như vậy thì anh chị có thể liên hệ với lại bên em theo số điện thoại là 0865 999 515 hoặc là truy cập vào website hoanglongsolar.com. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.